Hi, Cảnh chào buổi sáng với tất cả mọi người nha. Thì hôm nay Cảnh có giao 30.000 tôm sú giống giao quá 79, nguồn gốc bố mẹ Mona. Anh Tú ở đây, ở ấp này ấp nào anh Tú? Ấp Chầm Thẻ hả? Chầm Thẻ B, xã gì anh? Xã Tân Phú hả? Huyện Thới Bình hả? Ở bên đây là thuộc huyện Thới Bình. Ờ, cũng giáp nha, giáp với Bạc Liêu không? Đúng rồi. Đó. Ừ. Đây đó, em mượn tôm này. Ô, tôm bữa nay quá dài đoạn, đẹp luôn rồi mình. Nó đi gần nhỏ nhưng mà dài đoạn. Quá đều dài đoạn luôn. Độ lạnh quá ha, còn lạnh quá ha. Ừ, đây là lát mình có này mình thấy không? Bịch xê mình giải chốc sóc không? Đúng rồi, mình tạt trước khoảng 5-10 phút. Rồi mình thả giống. Khi mà mình ở trên này, ở trên mình thừng á. Mình thừng thì mình tạt được rồi. Rồi. Khi mình tạt xong là mình chút xíu mình thả này ra là ok. Rồi bữa nay em giao tôm cho anh cảm thấy tôm sao anh? Nói cho bà con rồi yên tâm đấy mà điện em thả coi. Tôm này được mà nó dài đòn nè. Dài đòn ha. Được nhỏ hơn được rồi tí. Nhỏ hơn được rồi tí ha. Dạ, tại đầu vũ nó hơi hút quá. Hút không? Dạ đúng rồi. Nhỏ nhưng mà cũng đủ chuẩn bớt 11 cho lên chứ không ở dưới. Đúng rồi, nó hơi dài đòn. Nó nhỏ vậy thôi chứ nó dài đòn. Ừ. Lanh ha anh. Con giọng là con Mona của nó là nó dài đòn nha. Nó dài đòn. Con giọng tôm biển, tôm nào cũng vậy, nhưng tôm biển là nó cục cục không à. Thì cũng là nhân viên của công ty tôm sú giống Giao Quá 79 nên bà con phải có sự lựa chọn tốt nhất. Khi thả tôm Mona thì hãy gọi cho Cảnh. Hiện nay là thị trường tôm giả rất là nhiều nên bà con gọi cho Cảnh thì sẽ yên tâm về nguồn gốc như là con giống bố mẹ Mona, thả nó yên tâm hơn. Thì giá hiện nay là 167 đồng con, công ty lúc nào cũng khuyến mãi cho bà con mình 10%, lặn thùng 10.000 con tính tiền 9.000 con. Tôm thì lúc nào là cũng chuẩn bớt 11, 12 nha. Nhỏ nhưng mà nó dài đòn lắm bà con ơi. Lanh ha. Lanh tôm, bún rồi cả. Cầm cho em quay kỹ nghe. Thấy không, tôm nó mạnh mà nó... Nó mà nó mạnh. Tại mà mình đưa vô gần bóng đèn lúc nào mình cũng thấy nó trắng hết trơn á. Chứ mình đổ ra thao á là nó không có cái trắng gì, nó sẽ đen hơn, đậm hơn. Vậy mà quá ok ha anh Tú. Ok. Dạ. Rồi, Cảnh xin kết thúc video nha. Nếu mà bà con mình có bắt tôm giống Giao Quá 79 thì hãy gọi cho Cảnh qua số điện thoại 0946 050 474 nha.